nhà mình cho em hỏi là sáng mình đã ăn sáng chưa? Và bây giờ mình có nhu cầu ăn sáng không? Có chứ. Đấy, người ta buôn bán hoa quả đây. Như thế này người ta đi buôn bán này. Đấy. Chỗ này chỉ có hoa quả thôi. Hoa quả bán, mua bán, ăn sáng cho tuyệt. Xoài kìa. Phải đi bếp to nhỉ, xoài không? Hả? Đấy, chợ ơi. Dơ dơ. Rồi, ngồi đây, cái đó xuống đây rồi. Xoài, xoài. Phải ăn chợ à.